Trường Đồ Gỗ Gia Gốc xin chào các bạn. Chúng tôi xin giới thiệu bộ sản phẩm Tần Thủy Hoàng gỗ hương đá tay 14. Hàng đặt ván dày 1.5 phân. Đây là chiếc ghế đơn. Vân gỗ rất chi là nổi. Hàng chọn nhiều vân. Chi tiết đục làm sắc lép. Bạn có thể thấy chi tiết đục làm rất là kỹ. Vân gỗ rất là đẹp. Chi tiết đục làm cực kỳ kỹ luôn. Ván dày 1.5 phân. Tay cột 14. Tay rất là to. Vân gỗ trên ván rất là đẹp. Đây là ván bàn. Các bạn quan tâm có thể liên hệ với số trên màn hình. Ván bàn 1 miếng, không chấp ghép. Vân gỗ rất là đẹp. Đây là đôn. Đây là đến chiếc đoản. Dài 2m6. Cột không tâm, không giác. Đây là vách của đoản. Vân gỗ rất đẹp. Cột to đủ 14. Đây là chiếc ván ở đoạn. Ván 1 miếng, dày 1.5. Đi kèm bộ là chiếc kệ tivi cột nho. Đây là ván mặt kệ. Ván rất là đẹp. Hàng làm kỹ. Các bạn ở thấy nhìn cái ván của cánh. Chi tiết đục làm sắc nét. Vân gỗ như lưu luôn. Đường nét làm cầu kỳ. Đây là chiếc đoản của ghế bộ. Cột 14 rất là to.